Phát biểu tại một cuộc hội thảo do Hội đồng quan hệ đối ngoại tổ chức ở New York, ông Powell tuyên bố Fed là cơ quan phi chính trị và nỗ lực hết sức để phục vụ mọi người dân Mỹ với công cụ của mình. Tôi cho rằng sự độc lập của Fed là điều rất quan trọng và đã giúp nền kinh tế Mỹ vận hành tốt. Chúng tôi luôn là cơ quan phi chính trị. Fed, bằng những công cụ của mình, đang làm hết sức có thể để hỗ trợ nền kinh tế. Tuyên bố của ông Powell được đưa ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Mỹ vốn đã dừng tăng lãi suất trong năm nay và ngỏ ý có thể giảm lãi suất trước những quan ngại như xung đột của chính quyền Washington với các đối tác thương mại đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng lớn của Tổng thống Trump. Thời gian gần đây, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích Fed cho rằng cơ quan này tăng lãi suất quá nhanh do lạm phát thấp và tăng trưởng toàn cầu chậm. Thậm chí, ông còn tuyên bố có đủ quyền hạn để cách chức chủ tịch Fed. Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý cho rằng sẽ rất khó hoặc không thể để Tổng thống Trump làm như vậy.